Giữa khuya 24 tháng 7, mẹ của nam ca sĩ Jack đã đăng tải dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay mở đầu dòng trạng thái, mẹ của Jack ghi chú ý khi viết: "Người quân tử và có tài hãy đi lên bằng chính đôi chân của mình." Mặc dù câu chuyện sau đó mẹ Jack nhắc tới vẫn còn khá mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ sự bức xúc và buồn bã qua từng câu chữ. Chúng tôi trích nguyên văn dòng trạng thái của mẹ Jack như sau: "Người quân tử và thật sự có tài hãy đi lên bằng chính khả năng của mình. Tôi biết hôm nay có nhiều bạn rất buồn và khóc cũng nhiều, nhưng hãy thật bình tĩnh. Tôi còn bức xúc hơn các bạn gấp ngàn lần. Nhìn thấy họ sử dụng lại bài hát của con mình mà không ghi tác giả, là tâm huyết, là chất xám của nó phải thức hàng đêm, đến xanh xao ốm yếu. Không mơ nổi tiếng, chỉ sống với đam mê. Vào thời điểm nó viết các bài đó là lúc 20-21 tuổi. Đúng là bất hạnh đã đến ở cái tuổi 22 khi bước vào cái động lừa gạt. Thằng bé nào biết gì thủ đoạn của bọn ác ôn, uống mồ hôi và nước mắt của những đứa trẻ đáng tuổi con mình. Hỏi thằng nhỏ, con đã đi đăng ký bản quyền chưa để mẹ đăng cho. Khổ cho một đứa trẻ dưới quê lên, biết gì bản quyền, giấy chứng minh nhân dân cũng giữ, rồi làm tất cả mọi thứ. Và chính tôi là người đòi lại cái giấy tờ đó đây. Bản thân đã già rồi, đáng tuổi cha tuổi mẹ mà lại chuyên lợi dụng những đứa trẻ. Cô còn nhớ không, cô đem sinh mạng ba đứa con của cô ra để thề với tôi. Mọi người thử nghĩ một con người có thể dùng ba đứa con ruột của mình ra để bán đứng chỉ vì lợi ích, thì mọi người nhắm cô ấy có còn có tâm với ai. Chính vì vậy nên con trai à, con đừng buồn. Người thật sự có tài thì sống bằng chính cái tài và cái đức đi con. Mọi người sẽ luôn bên con thôi. Hãy bao dung và độ lượng cho họ, vì nếu họ thật sự có tài, có tâm thì họ đã không ăn cướp của con rồi. Các đứa trẻ nó vô tội, bớt đem con mình ra để thề thốt nhé. Ép quá thì cũng đến lúc thôi. Nếu muốn mọi người nhớ đến bằng cách bẩn thì có cần tôi giúp cho lâu lâu tôi cho ra một câu chuyện thật xúc tích không? Để có tiền ăn mà bớt bán chất xám của con tôi lại. Cũng xin gửi lời đến những ai quan tâm đến bạn ấy. Tôi có đầy đủ những bí mật rất hay của người mà các bạn đang tin tưởng đó. Còn các bạn bên nhà tôi hãy vui vẻ và ăn bơ hết cho tôi. Các bạn càng mập, trắng trẻo, vui vẻ hồng hào sẽ có người tăng huyết áp thôi. Hiểu hết rồi thì biết nên làm gì ha. Thương lắm, không khóc nè. Rất nhiều fan của Jack đã vào động viên an ủi và khuyên mẹ Jack đi ngủ sớm sau khi đọc những dòng này. Cuối dòng trạng thái, mẹ của Jack còn không quên nhắn nhủ những lời chia sẻ khá ẩn ý: "Tôi có đầy đủ những bí mật rất hay của người mà các bạn đang tin tưởng đó." Chính từ sự úp mở này mà nhiều người cảm thấy vô cùng hoang mang vì không biết chuyện gì nghiêm trọng đang thực sự xảy ra, nhất là sau khi lùm xùm giữa Jack và công ty cũ ICM đã qua từ lâu. Jack này đã có công ty mới, khi ICM cũng đã có những hoạt động riêng, hai bên hoàn toàn không liên quan đến nhau. Sau đó không lâu, mẹ Jack tiếp tục đăng tải dòng chia sẻ gửi đến Jack: "Cố lên nhà con trai, không vì gì phải buồn. Một lần vấp ngã là một bài học giúp con trưởng thành. Con hãy xem đó như là học phí, hoặc có thể bố thí cho kẻ không có điều kiện vậy. Mẹ tin con như đã trưởng thành, hãy thể hiện khả năng của con, là chính con, chứ không còn ai giành giật. Sống hết mình với đam mê, tài đức song hành. Mẹ và mọi người luôn bên con, ủng hộ con. Mẹ tuyệt đối tin tưởng con mẹ, vì con của mẹ là ngọn lửa đỏ, đốt cháy cả rừng trời thênh thang. Đối với tôi, con tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng." Dòng trạng thái này, mẹ Jack dù đăng tải giữa khuya nhưng đã nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Dù không biết chính xác mẹ của Jack đang đề cập đến vấn đề bản quyền của các khúc nào và cụ thể câu chuyện ra sao, nhưng các fan của Jack không khỏi lo lắng cho giọng ca là một thằng con trai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này trên kênh YouTube Sài Gòn TV.